Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Shippo Army and Vespa. Hai hộp hàng mới về, một hộp là mua năn heo lại của anh em và một hộp là gửi đi trạm anh em. Hôm nay làm thêm một cái món mới, đó là món nhận đồ, nhận trạm đồ ha, nhận trạm năn heo. Quan niệm của cá nhân mình phải nói rõ với anh em điều này nha. Anh em muốn trạm tượng Phật, muốn trạm bất cứ thứ gì lên năn heo, Duy đều có thể nhận làm hết. Thường thường người ta hay trạm nhất là Phật, Di Lặc và rồng, là hai thứ mà Duy thấy là mọi người hay chạm nhiều nhất. Trước đây chị Duy làm đồ chạm trên những chất liệu quý rất là nhiều, nhưng mà sau này có một người anh em họ cũng chia sẻ với Duy là không nên chạm khắc tượng Phật và cũng không nên buôn bán. Lý do là không hay thì từ hồi đó Duy cũng không có làm mấy, nhưng mà Duy sẽ làm theo một số yêu cầu của một số anh em đặc biệt, họ có nhu cầu tâm linh thì Duy sẽ làm, không hẳn làm giúp đâu, đương nhiên ai làm cũng sẽ có công hết. Chứ còn nói làm giúp thì chắc chắn là không làm giúp rồi, nhưng mà sẽ làm giá tốt nhất, hữu nghị nhất cho anh em ha. Thì hôm nay đây là hai cái bức tượng mà Duy mới về, thì Duy sẽ quay cho mọi người xem. Một bức là Duy chạm chơi, là chạm bức còn hình con rồng ở đây đẹp anh em, phải nói công nhận là anh bạn của mình chạm cực kỳ đẹp luôn. Và bức thứ hai là chạm theo yêu cầu của một ông anh rất dễ thương, anh Hùng. Anh mua của anh heo của Duy cũng khá nhiều. Nói chung là lúc đầu Duy cũng khá bực mình vì kiểu ảnh soi kỹ lắm, ảnh soi từng cái lỗi một, giống như là cái nanh heo này nó bị hơi sức nhẹ, cái người ảnh cũng không thích. Đó. Cái sự mà kỹ càng của ảnh quá làm cho mình hơi bực mình ban đầu, nhưng sau biết là tính khí của mỗi người khác nhau, và Duy cũng hiểu cái tôi của Duy là hay nóng tính đó, cũng là một cái dở của Duy ha. Sau này thì ảnh cũng quý mình, anh em cứ mua bán qua lại thôi, rất thân thương ha. Thì vừa rồi ảnh cứ mong muốn là chạm một cái tượng Phật lên trên nanh heo để ảnh để dành. Qua cái câu chuyện hôm nay Duy muốn chia sẻ với anh em á, thật nha, thực tế nha, không có vị Phật nào là nói anh em là lên rừng săn con heo, giết hại con heo rồi chạm tôi lên nói, đó là cái duy nghĩ, không có vị Phật nào khuyến khích chuyện sát sanh hết. Nên khi mà mình chạm vị Phật đó lên nanh, đó là thật ra là nếu mà trong ý niệm là đã sai đó anh em, chủ yếu là anh em thích thì mình chơi thôi, có khi ý niệm của mình cũng phải đặt đúng chỗ nha anh em. Duy nghĩ là phải chạm Phật chỉ là người được, lý do là ông dễ thương, ông vui tính, ông hài hước, và ông cũng là ông Phật duy nhất có cái nụ cười lúc nào cũng mỉm trên môi ha, rất là vui vẻ và hay mang lại tiền tài ha. Thì đôi khi chạm đến ông để đeo cho nó dễ cũng được, để mà ông mang ông bên mình, ví dụ như mình thích mang cái đanh heo là chạm thì mình ông lên đó là cũng hay. Duy thì đạo Thiên Chúa gì thì Duy không khe lắm, đương nhiên về tôn giáo thì không bao giờ Duy chạm Chúa lên những chất liệu này rồi. Còn Duy thấy mọi người có nhu cầu thì Duy làm thôi ha. Cũng chia sẻ với anh em một câu chuyện từ cái chuyện với anh Hùng, đó là anh Hùng thích sự hoàn hảo. Ngay từ đầu anh thích sự hoàn hảo anh em, thích phải đẹp, nhiêu tiền không quan trọng, đẹp là được đó. Nên đôi khi cái cách của anh mua cũng rất khó chịu, là bởi vì cái nhu cầu một khi mà đòi hỏi là phải đẹp, đẹp ngay từ đầu nó khó lắm anh em. Chả có gì trong tự nhiên nó đẹp hoàn hảo, nó phải có cái gì đó nó mới là tự nhiên được. Còn nếu mà anh muốn cái sự đẹp ngay từ đầu thì khó lắm, trong tự nhiên mà con người mình nói thật luôn, mặt bên phải và mặt bên trái mình khác nhau, mình không bao giờ mình nói là mình giống nhau 100% được. Để Duy khui từng cái này cho anh em coi. Không nghĩ cũng kỹ ha, gói giấy này nọ cẩn thận này ngoài. Wow, những cặp nanh heo Lào khá đẹp, khá đều đẹp và khá cong nha. Triệu rưỡi anh em là thích chiếc này, 1,5 triệu. Lưu ý với anh em này, 1 triệu và 1,5 triệu cùng một cặp, 1 triệu, 1,5 triệu, nhìn cho dọc giá luôn. Anh em nào thích lấy cả cặp ủng hộ như đi ha. Lưu ý với anh em này, qua cái câu chuyện một cái 1 triệu, một cái 1,5 triệu này, nếu duy là cái người ban đầu chơi, Duy sẽ mua cái 1 triệu, không bao giờ mua cái 1,5 triệu, Duy sẽ đeo trải nghiệm. Bởi vì thật ra Duy quan niệm cá nhân này, không có cái gì là vĩnh viễn cho cuộc đời này hết á. Kể cả những cái tế bào của mình đang có đây thì 7 năm là mình là một con người mới hoàn toàn. Nên không có gì là bệnh viện. Đừng cố sửa một cái gì đó bệnh viện. Thứ nhất sẽ làm cho cái tâm hồn mình nặng nề. Anh em đeo, anh em mua một cái nanh heo, đeo chơi. Nếu có 1,5 triệu thì mua cái nanh heo 1,5 triệu. Còn nếu không có 1,5 triệu, có 1 triệu mua cái nanh heo 1 triệu đeo chơi. Khi nào mình thấy, cái nanh này đeo chán rồi, muốn cái nanh heo cong hơn, to hơn, một, cho ngay đó, cứ mạnh dạn anh em. Cuộc đời này cho đi là mình nhận lại được. Thấy một người bạn quý mến, ok, tặng mày, tao mua cái nanh heo mới tao đem. Còn nếu mà mình có nghề kinh doanh, bán rẻ lại hoặc là bán đắt hơn, bán có lời bán.
Hoặc là bản thân bán là Duy ơi, anh đeo chán rồi, anh muốn mua cái nanh heo 1,5 triệu, thu lại cho anh bao nhiêu? Ok, anh bọc bạc xong rồi đúng không? Thu lại cho anh 800, vẫn chơi. Đôi khi anh em á, cái sướng như cuộc đời là được chơi cái mới. Đó là cái sướng của đàn ông, mình được chơi cái mới. Cái lạ là mình thấy sướng nè. Mua cái nanh này đeo sau cũng được, vài vài bữa nữa đeo cái khác cũng được. Đừng có phải quá khắt khe bản thân mình là phải lấy một cái 1,5 triệu, đó là tự mình làm khổ tâm hồn mình. Mình có thể đeo cái 1 triệu, hôm nay về mọi người vẫn khen như mình đeo cái 1 triệu, ồ cái nanh heo bự quá vậy, nanh heo to vậy là thấy thích rồi. Nhưng bạn cứ đeo cái này 1 năm thì chả ai khen đâu. Nhưng mà bây giờ bạn bùng một ngày bạn bỏ nanh này, bạn đeo cái nanh này thử coi, lại có người khen lại từ đầu. Đó đó là cái niềm vui trong cuộc sống, nó rất đơn giản. Nên mình đừng quá quá rồi sự hoàn hảo ngay từ đầu, cứ thân thoáng ra một xíu cho nó nhẹ nhàng, cho nó dễ thở anh em ha. Một cặp này nhỏ này, cặp này nhỏ, wow nhỏ quá, 800 à. 800, hai cây nanh này nhỏ nhưng mà hai cây nanh này là một cái cặp kiền cực đẹp nha. Mẫu mua lẻ thì 800 ngàn một cây nhưng mà mua cả cặp Duy bán là 2 triệu nha anh em. Hả, Duy bán ngược đời không? Mua cả cặp này Duy bán 2 triệu mà mua lẻ thì Duy bán 800 ngàn một cây, tụi anh em. Đẹp không? À. Ok, tiếp đến nè. Cái tiếp đến là chơi nó cũng mang lại tài lộc cho anh em đúng nha. Cũng nghĩa khi anh em biết cách chơi. Duy để ý thực tế này nè, Duy đến hôm nay Duy bước qua tuổi 40 rồi, Duy thấy một điều từ bản thân mình thấy, từ những người xung quanh là ông bà anh em cha mẹ và những người bạn của mình. Duy để ý, người nào càng phóng khoáng, cuộc đời họ có thể không giàu có nhưng họ cực kỳ sung sướng. Thật luôn. Ba Duy là một người cực kỳ phóng khoáng, ổng chơi là chơi hết tuổi trẻ của ổng luôn. Nhưng mà hôm nay nghiệm lại ổng là người sướng. Trong cuộc đời này chả có ai chơi sướng bằng ổng. Ổng chơi hết cuộc đời luôn, mặc dù ai khổ khổ. Mình cứ chơi, đôi khi cứ chơi được cứ chơi, đừng cứ chơi phang quá, đừng chơi hoa nát gia đình thôi. Nhưng mà cái căn bản chơi được thì cứ chơi hả? Chơi sưu tầm này, hoặc là sở hữu những thứ mình thích. Ông già Duy ổng phóng khoáng lắm. Ổng chơi đồ lính, chơi đủ thứ trên cuộc đời. Và một trong những cái niềm đam mê của mình đang có đây là từ ổng. Ok, đó thì đôi khi cái nào cũng vậy anh em ạ, à, nó đều phải có cái giá của nó. Còn Duy thấy có rất nhiều người thật ra giàu có nhưng mà tâm khổ lắm. Có 8 đồng, 9 đồng là phải kiếm cho bằng được 1 đồng nữa cất chôn lại. Này anh em mua lẻ là 1 triệu 1 chiếc, còn mua cả cặp thì cũng là mua cả cặp là 2 triệu nha anh em. Cặp này rất là đẹp. Cặp này nhỏ thôi nhưng mà cong đẹp. 1 triệu 1 chiếc mua lẻ ha. Đa phần họ hỏng vì con rất nhiều. Kiểu giàu quá rồi, giàu nó có hai cái dạng giàu, một là giàu công chính, tức là giàu bằng mồ hôi nước mắt, giàu bằng công sức, giàu bằng trí tuệ lên, thì cái giàu đó là giàu bền vững. Và họ đương nhiên người giàu bền vững họ có cách dạy con bền vững lắm, thì Duy thấy là ok. Còn một cái dạng khác là bỗng dưng giàu, chúng đất giàu, vô tình giàu, đa phần không biết dạy con, thì thật ra những cái giàu đó không có bền vững anh em. Nó giống như việc trúng số rồi đó, anh em chỉ lúc này thôi, sau đó là không biết tiền đi đâu, tiền của sẽ đi về đâu, rất là khó khăn ha. Và bản thân là con cái sau này cũng sa sút, bởi vì mình không tạo ra được một cái học thức, một cái cách làm, cách kiếm tiền một bền vững. Hôm nay bất động sản nó xuống là nên nhiều người chết vì bất động sản, giàu lên bất động sản cũng chết vì bất động sản đó. Và kéo luôn cả hệ lụy là cả gia đình con cái xuống luôn. Còn có những cái giàu là bền vững là giàu từ giống như làm nông, làm nông quanh năm suốt tháng, rồi họ biết cách làm sao để kiếm được tiền từ làm nông. Không phải làm nông nghèo đâu, nên làm nông nên có nhiều đất mới làm nông được. Có nhiều người họ không phải giàu nữa, họ giàu nên nhờ làm nông. Rất nhiều người đã làm thành công và giàu có nhờ làm nông, làm khách sạn, làm này làm kia. Và cái giàu của họ giàu bền vững, giàu di truyền từ đời này qua đời kia. Và cặp này là 1,5 triệu một chiếc. Cặp này là anh em nó lấy là 2,5 triệu cả cặp, còn lấy lại là 1,5 triệu một chiếc. Quá đẹp, bự cong đẹp, kẹp vào làm cái hơi chật không được, không làm cái đó được. Nhưng mà nếu mình cắt đi để làm cái vòng khoan tròn, hoặc là hai anh em trong một nhà người đeo cái này người đeo cái kia cũng ok ha, vì đây là những cặp cân đẹp và chuẩn nanh heo rừng tự nhiên nha anh em. Ok, và Duy kết thúc cái clip ở đây. Anh em nào quan tâm về những chiếc nanh heo rừng và những điều vớ vẩn Duy đang chia sẻ đây thì đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi ủng hộ mình ha. Chào anh em.